Những nguyên nhân khiến ô tô bị hao nhiên liệu. Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến mức độ tiêu hao nhiên liệu của ô tô, trong đó những thói quen lái xe không đúng cách cũng góp phần không nhỏ gây ra hiện tượng này. Thứ nhất là bộ phận trực tiếp sử dụng nhiên liệu, nếu động cơ xe không hoạt động trơn tru thì mức tiêu hao nhiên liệu sẽ cao hơn bình thường. Người lái xe cần kiểm tra hệ thống kim phun và đánh lửa, hệ thống trục cam, trục khuỷu, supap cần bôi trơn và chuyển động mượt mà. Ngày nay, các nhà sản xuất ô tô đang nỗ lực phát triển các công nghệ động cơ tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu, nổi bật như công nghệ phun xăng trực tiếp và bùng đốt. Nguyên nhân thứ hai là do điều kiện đường xá gồ ghề, trơn ướt. Trên các mặt đường gồ ghề, khấp khểnh hoặc trơn ướt, xe sẽ vận hành khó khăn hơn, mức tiêu thụ nhiên liệu cũng nhiều hơn. Nguyên nhân thứ ba là bởi người điều khiển phương tiện không đúng cách. Trường hợp thường xuyên phanh gấp hay tăng ga đột ngột sẽ tạo ra mức tiêu hao nhiên liệu lớn hơn từ 5 đến 30%. Ngoài ra, còn có những yếu tố phụ như chất lượng nhiên liệu. Theo một số nghiên cứu, xăng ethanol cũng cho ra mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn ở mức 1-3%. Lốp xe non thiếu áp suất dẫn tới tình trạng tăng ma sát lăn giữa xe và mặt đường, từ đó dẫn tới moment thắng được tải tĩnh sẽ lớn và gây tiêu hao nhiên liệu. Vì vậy, người dùng cũng nên chú ý và vận dụng theo những lưu ý trên để chạy xe an toàn, tối ưu và gia tăng tuổi thọ cho xế yêu.